điện ngầm. Nói là đi châu Âu thôi, tôi thấy cái tàu điện ngầm nó khác phải chữ luôn ấy. Thật sự mà nói một điều là mình rất là dị ứng với cái kiểu thiết kế đi xuống hầm như thế này. Thứ nhất là rất là chóng mặt, không có thể là do mình yếu, mình rất là chóng mặt khi mình đi cái thang cuốn như thế này. Tức là nó là một cái hầm, nó xuyên xuống một cái hầm theo kiểu tròn luôn, chứ không phải là theo kiểu gọi là vuông hay là một cái thiết kế nào khác. Mình thấy kiểu này là, tuy là kiểu nó xuống nhanh nhưng mà nó làm chóng mặt, có thể do mình không quen, có thể vậy. Các bạn thấy không, trời ơi, mình thì chóng mặt lắm. Cái này là cái ta lầu sẽ đi đi á, các bạn mà đi du lịch á, mà đi mỗi nước khác nhau á, các bạn nhìn cái ngôn ngữ của nó các bạn tò mò lắm. Thật sự các bạn đi Ý rồi nè, các bạn đi Ý, đi Séc, các bạn đi qua Hung đi, ba ngôn ngữ khác nhau, tôi nói là bạn nhận diện cái ngôn ngữ của nó mà cũng cả một vấn đề, thề luôn á. Mình sẽ đi Agio về hostel kìa. Tàu này còn sạch nha. Các bạn đi qua Hungary đi các bạn, các bạn đi thằng Ý đi các bạn thấy. Tàu dơ, tàu điện ngầm dơ vãi chưởng luôn ấy. Thề. Nhà thờ Thánh Stephen là một nhà thờ cổ thuộc giáo hội Công giáo Roma, và cái nhà thờ này thì nó được nằm tại thành phố Budapest. Thì nhà thờ này được đặt tên theo vị vua là nhà vua Stephen đệ nhất, là người có công rất lớn trong việc thống nhất Hungary theo Kitô giáo. Và sau đó ông đã được nhà thờ Công giáo Phong Thánh Roma, và ngày nay thì nó là một trong những công trình nhà thờ lớn thứ ba tại Hungary và là một trong những địa điểm tham quan du lịch tâm linh nổi tiếng tại thủ đô Budapest. Bên trong nhà thờ ấy, thì các bạn có thể nhìn thấy là có những hình thiết kế hình vẽ bằng kính và những hình vẽ trên tường về đạo Kitô giáo, và những dãy ghế này thì phục vụ cho cái việc gọi là về các nghi lễ cầu nguyện vào hằng cuối tuần của đạo Kitô ấy. Và có những vị trí thì được chặn lại về những cái vật phẩm ấy. Không hay về cái vật phẩm đó, và những cái vật phẩm này sẽ được giải thích bằng nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Anh. Thì đây là một trong những địa điểm du lịch tâm linh rất nổi tiếng, và các bạn có thể dành thời gian và tham quan về nó. Và khi bước vào nhà thờ thì các bạn chịu khó giữ yên lặng, bởi vì thường là những nhà thờ lớn á, thì thường nó sẽ không có được ồn ào, và khi bước vào các bạn phải cởi nón ra. Thì đây là quy tắc chung của đạo Kitô giáo rồi, bước hay là đạo Tin Lành rồi. Bước tới nhà thờ thì gì, các bạn luôn luôn phải giữ yên lặng và không được ồn ào, và phải cởi nón ra. Đây là một trong những quy tắc mà các bạn sẽ nên nhớ khi mà tham quan về những nhà thờ của châu Âu hay là nhà thờ của thế giới. Yo. Xin chào. Lột khẩu trang ra một tí rồi nói.
Hiện tại mình đang ở nhà thờ nhà thờ Hồi giáo rồi. Mình đang ở nhà thờ Công giáo, ở có thể gọi là nhà thờ Stephen. Thì đây là một trong những nhà thờ nổi tiếng của thành phố Budapest. Thì khi các bạn đến Budapest thì nhà thờ này các bạn cũng là một trong những nơi mà có thể để tham quan. Theo lịch sử nha, thì nhà thờ này được đặt tên theo vị vua gọi là vị vua Stephen. Vì bởi vì ông đã có công rất lớn trong việc thống nhất người Hungary theo đạo Công giáo, như là Kitô giáo vậy. Thì ông đã có công rất lớn trong cuộc này, và ông được giáo hội Công giáo Roma phong thánh, tức là phong thành thánh Stephen ấy. Thì bây giờ đây là một trong những nơi là có thể rất là nổi tiếng bởi vì nó mang tên một nhà vua của Hungary. Thì mình đã đi vào phòng bên trong, theo như các video mà mình quay ở đây á, thì rất là đẹp, bên trong cũng cổ kính. Nhưng mà có một điều đó là khi bạn bước vô đây bạn phải trả, không phải là gọi là trả, bạn phải bỏ ra 1 euro, tức là khoảng 200 ngàn đồng franc gì đó quên rồi, 200 đồng HUF á, là đồng Hungary á, thì để đóng góp cho việc gọi là xây dựng và gọi là tu sửa cho cái thánh đường này, như cho nhà thờ Hồi giáo này. Còn nếu các bạn có tiền thì các bạn có thể bỏ ra chừng hình như là 1.000 húp để các bạn đi lên trên cao của cái tòa thánh này để tham quan. Thì mình lúc mình tới á, mình chỉ cầm theo thẻ thôi, và tiền mặt thì mình chỉ mang khoảng chừng toàn là euro mà mình không có mang tiền của Hungary, đâm ra là nó không cho mình vào và mình phải thanh toán bằng tiền mặt, và nó cũng không nhận euro trừ khi bạn phải đi đổi tiền, không thì chịu. Nếu mà có cơ hội thì các bạn nên đến đây một lần và lên trên cao của tòa thánh này để tham quan. Nhà thờ này rất là lớn, ở dưới thôi thì cũng đã có thể dành 10 phút 15 phút để tham quan rồi. Nếu được thì nếu các bạn có khả năng hoặc là nhớ là đi thì nhớ đổi theo tiền mặt. Mình thì rất là ít hạn chế sao tiền mặt, vì căn bản là nói chung là đổi tiền thì lúc mang về xài không hết á, mang tiền về nó gì đó, cho nên là thôi cứ giữ tiền euro, vì euro xài được khắp châu Âu mà. Nên đến nhà thờ Stephen. Ok, thì nhà thờ nào thì cũng thì nhà thờ ở châu Âu mà nó có nhiều cái nét đặc trưng tương tự nhau, nhưng mà nó là đẹp. Nhà thờ của châu Âu nói chung rất là đẹp. Thì hiện tại mình đang ở trong hội trường chợ trung tâm, là ngôi chợ lớn và lâu đời nhất của Hungary. Thì trong chợ này thì các bạn có thể mua nhiều mặt hàng như xúc xích, rau củ hoặc là quà lưu niệm, thì đặc biệt là bột ớt. Thì bột ớt là một trong những gia vị yêu thích của người Hungary, thì nếu được thì các bạn có thể mua ít về để kỷ niệm hoặc là tự nấu một số món ăn bằng gia vị này thử xem. Bởi vì mình chưa nấu bao giờ, mình cũng chả biết hương vị nó như thế nào, nhưng mà đây là một trong những cái gia vị mà thường được các khách du lịch lựa chọn mua để làm quà lưu niệm, bởi vì trên bột ớt sẽ có những cái hình vẽ liên quan tới những người nông dân. Hiện tại mình đang ở Viện Bảo tàng National của Hungary, và ở tiếp theo sau lưng mình là quảng trường Anh Hùng. Thì đây là hai nơi rất là
một trong những nơi để tham quan, nhưng mà rất tiếc là quảng trường Anh Hùng hiện tại thì đang trong giai đoạn sửa chữa rồi. À, như các bạn thấy đó, đang build, đang sửa chữa rồi, cho nên là không thể vô sâu được. Thì cũng lắm là mình sẽ được ngồi lên trên để mình tham quan. Và ngay cả viện bảo tàng quốc gia này cũng close luôn. Cho nên là hôm nay mình chỉ đứng ở ngoài thôi, nhưng mà nếu có cơ hội thì nên vào một lần. Thì hôm nay rất tiếc là mình đã không có cơ hội đó rồi, nên nếu mà có dịp khác thì mình sẽ quay lại cho mình. Và mình hy vọng lúc mình quay lại là cái quảng trường Anh Hùng này cũng nên gọi là sửa xong luôn đi, chứ đợi nó lâu quá. Nếu các bạn không biết thì quảng trường Anh Hùng này là một trong những di sản được UNESCO công nhận. Thì bởi vì đây là được điêu khắc lên 7 bức tượng, mà 7 bức tượng đó là của tượng trưng cho 7 các vị lãnh đạo anh hùng đã dựng nên nước Hung Ga-ri ngày nay. Nên là nơi này rất là đáng để tham quan một lần, nó không thua gì là Rome đâu, mặc dù Rome là có ý nó là Rome đây là thành đấu trường La Mã, nhưng mà đấu trường La Mã này nó có từ rất là lâu rồi, lâu ơi là lâu, mà nổi tiếng nhất các cuộc đánh ở Hy Lạp, trận chiến của Hy Lạp, La Mã cổ đại, như La Mã là Hy Lạp. Thì đây cũng là một trong những nơi có thể tham quan, tuyệt vời. Mình hay không sợ uống nước, luôn phải mang theo bình nước này. Bình nhỏ không? Đủ uống là được. Bút thôi nào. Cục to rùng luôn á. Nhỏ đâu. Mình ăn là no luôn á. Là thôi chứ bơ phô mai giòn thịt bự thơm, nó đi bơ bơ chế ăn thử lần burger này ngon hơn cả burger mình ăn ở Burger King nữa, là bên mắt rồ quá ngon hơn cả nhiều, to hơn, ngon hơn, bự hơn, thịt của nó đã bự rồi. Đến đây ăn thử rồi.